Thưa quý vị, sáng ngày 29 tháng 12, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang tổ chức hội nghị hiệp đồng giao nhận quân, huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên lực lượng dự bị động viên năm 2024. Đại tá Huỳnh Chiến Công, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 9, đại diện địa phương đơn vị nhận quân, nhận nguồn huấn luyện cùng tham dự. Hội nghị công bố quyết định của Quân khu 9 về việc giao chỉ tiêu tuyển nhận công dân nhập ngũ năm 2024, triển khai kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2024 của Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh An Giang, quyết định của Quân khu 9 về việc giao chỉ tiêu huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng, động viên lực lượng dự bị động viên năm 2024. Theo đó, năm 2024, tỉnh An Giang được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân gần 2.000 thanh niên. Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Nguyễn Giang Hiền, Phó Chỉ huy trưởng Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang đánh giá cao sự phối hợp của các đơn vị, nhận nguồn, địa phương. Đồng thời đề nghị làm tốt việc xem xét hồ sơ, quan tâm đến lịch sử chính trị, tiền sử bệnh tật của công dân gọi nhập ngũ, nâng cao chất lượng tuyển quân, tổ chức tốt lễ giao nhận quân trang trọng, nhanh gọn, an toàn đúng quy định. Theo kế hoạch, lễ giao nhận quân sẽ được tổ chức vào ngày 27 tháng 2 năm 2024. Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh chọn huyện An Phú truyền hình trực tiếp lễ giao nhận quân. Chiều ngày 29 tháng 12, Ủy ban Nhân dân thành phố Châu Đốc tổ chức hội nghị tổng kết chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 và triển khai kế hoạch giảm nghèo bền vững năm 2024. Ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Châu Đốc chủ trì hội nghị. Đến cuối năm 2023, thành phố Châu Đốc không còn hộ nghèo, còn 142 hộ cận nghèo, qua đó góp phần thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu hộ nghèo theo kế hoạch đề ra. Các chính sách an sinh xã hội và chính sách trợ giúp người nghèo đã được hỗ trợ kịp thời và có hiệu quả. Năm 2024, Châu Đốc tiếp tục duy trì thành phố không có hộ nghèo, giảm 142 hộ cận nghèo, đồng thời đảm bảo các dịch vụ xã hội cơ bản cho hộ cận nghèo, góp phần cải thiện đời sống, ổn định thu nhập, thoát nghèo bền vững, đảm bảo 100% người thuộc hộ cận nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí, thực hiện giảm học phí cho học sinh thuộc hộ cận nghèo và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh sinh viên theo quy định, đảm bảo hộ cận nghèo đủ điều kiện và có nhu cầu vay vốn để đầu tư sản xuất kinh doanh được hỗ trợ vay vốn tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố. Tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân 7 trên 7 phường xã đã ký kết giao ước thi đua thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu giảm nghèo, giảm cận nghèo năm 2024. Dịp này, Ủy ban Nhân dân thành phố Châu Đốc tặng giấy khen cho 11 tập thể, 4 cá nhân và 2 nhà hảo tâm có thành tích góp phần đạt và vượt chỉ tiêu giảm nghèo trong phong trào vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau năm 2023. Công an huyện Thoại Sơn tổ chức hội nghị thông báo tình hình an ninh trật tự trong các cơ sở kinh doanh có điều kiện cho chủ các cơ sở kinh doanh ngành nghề có điều kiện trên địa bàn huyện. Chủ các cơ sở kinh doanh có điều kiện trên địa bàn huyện Thoại Sơn được nghe Trung tá Phan Chí Tâm, đội trưởng đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an huyện Thoại Sơn thông tin về tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh, huyện và một số tội phạm vi phạm pháp luật thường xảy ra trong ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Phổ biến các nghị định 96/144 của Chính phủ về điều kiện và xử phạt liên quan đến ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Lực lượng công an huyện thông tin tình hình trật tự an toàn giao thông và chỉ ra các lỗi thường mắc phải khi tham gia giao thông như chạy xe không đúng làn đường quy định, sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông, chạy quá tốc độ quy định, không đội mũ bảo hiểm, sử dụng xe phân khối lớn, không đủ tuổi tham gia giao thông. Hội nghị đã giúp các chủ cơ sở kinh doanh nâng cao nhận thức, kịp thời phối hợp với lực lượng công an đấu tranh với các loại tội phạm, đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.